Ốc sên cứu bò. Ôi không! Người ta nói yếu như sên quả chẳng sai, mới có bị cành củi mục rơi trúng thôi. Mà chưa gì cậu đã co rúm cả người vào thế kia, thì còn làm được trò trống gì nữa chứ. Thương tình chút đi anh bạn, không thấy lúc nào cậu ta cũng mang theo cả cái mái nhà nặng nề trên lưng thế kia, nhìn mà thương. Hại. Này, này ốc sên ơi, có đi kiếm ăn thì cũng đi gần gần quanh khu vườn này thôi, kẻo nhỏ có gì bất trắc tụi này còn cứu giúp được, chứ đi xa là không ai biết đường cứu cậu đâu đó. Ôi trời ơi, có khổ tôi không cơ chứ. Cả cơ nghiệp chỉ còn mỗi con trâu đi cày thuê cuốc mướn đổi lấy cái ăn, mà giờ lại lăn đùng ngã ngửa ra thế này, thì tôi biết phải làm sao đây. Ôi trời ơi. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với bác trâu thế nhỉ? Nhìn không giống bác ấy bị bệnh chút nào, có vẻ như bác ấy bị tấn công vậy. Đang yên đang lành, bỗng dưng khu vườn lại có nạn rết. Mà mụ rết này cũng hung dữ, độc ác thật đấy. To khỏe như bác trâu, mà khi bị cắn vào bụng cũng còn lăn đùng ra, huống chi là những kẻ thấp bé như chúng mình. Xưa nay mụ rết có tiếng hung hãn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, mà chỉ biết sợ mỗi có gà trống. Vô phúc gặp gà, mụ chỉ có tan xác. Nhưng khốn nổi mụ rết tinh quái lắm, đợi lúc chập choạng tối gà lên chuồng rồi, nó mới mò ra tung hoành cơ. Đêm qua là bác trâu, đêm nay không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây. Mình sợ quá, biết phải làm sao bây giờ. Tội nghiệp bác trâu quá, phải có cách gì đó để trừng trị đám rết độc ác này chứ. Không lẽ cứ để bọn chúng tự tung tự tác, hại hết người này tới người khác hay sao? Mỏi quá đi mất, chờ mãi cũng tới giờ kiếm ăn rồi. Xem nào, phải đi một vòng để xem hôm nay kẻ nào sẽ trở thành miếng mồi ngon béo bở cho ta đây nhỉ. Sao một ngày trôi qua nhanh thế, mới đó đã tới tối rồi sao? Mình sợ quá bê ơi, nhỡ đêm nay mình rơi vào tay mụ rết thì sao đây? Mình không muốn bị như bác trâu đâu. Mình cũng sợ lắm chứ, mình ở bên cạnh chuồng của bác trâu thế này thì kiểu gì cũng bị mụ ta để ý cho mà xem. Giờ này chú gà trống đi ngủ rồi, ai sẽ giúp chúng mình đây? Ôi, ước chỉ có phép màu xảy ra, đưa ai đó tới đây trị mụ rết hung hãn giúp anh em ta nhỉ. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, sẽ chẳng có ai tới giúp chúng ta đâu. Nếu mụ rết đánh hơi được chúng ta ở đây thì cứ coi như chúng ta tới ngày tận số rồi đi. Các anh đừng lo quá, tôi sẽ giúp các anh. Cậu có nghe thấy giọng nói của ai vừa vọng vào không bi? Ai đó? Ai ở ngoài đó? Có khi nào đó là mụ rết giả vờ lên tiếng để đánh hơi chúng ta không? Ơi không bê ơi, phen này chúng ta chết chắc rồi. Là tôi đây, ốc sên đây. Các anh đang lo sợ mụ rết tới đây làm hại các anh sao? Đừng lo, tôi sẽ trị mụ rết giúp các anh. Trời ơi, là anh sao? Anh làm chúng tôi đứng tìm đấy biết không hả? Mà anh vừa nói sao chứ? Anh sẽ trị mụ rết giúp chúng tôi ư? Liệu anh làm được gì mụ ta chứ? Xưa nay ở khu vườn này, ai mà chẳng biết anh là kẻ yếu nhất, chậm nhất. Đến cành củi mục anh còn sợ rúng người, nữa là mụ rết tinh quái, ác độc kia. Thôi thôi, tốt hơn hết là anh hãy mau rời khỏi đây đi. Chúng tôi không có tâm trí để nghe anh khoác lác ba hoa đâu. Một hồi thấy ồn ào, mụ rết lại đánh hơi được chúng tôi thì tôi đấy. Chúng ta tới ngày tận số rồi sao? Ôi không. Ôi chà, bữa tối béo bở của ta. Ta sẽ nhanh chóng xơi tái bọn ngươi. Trời đất ơi, cậu ta điên rồi sao? Tự đâm đầu vào chỗ chết ư? Không lẽ cậu ta nghĩ mụ rết không cắn được cái vỏ ốc trên lưng cậu ta? Nào, lại đây, để ta xem một kẻ yếu đuối chậm chạp như ngươi thì làm gì được ta đây. Đúng là kẻ ngốc lại thích thể hiện mà. Chắc là ngươi chưa nhìn thấy kết cục của tên trâu già đêm qua, vì dám chống lại ta nên ngươi mới hung hăng như vậy hả? Ôi, bò lung tung thế chỉ mất sức thôi. Đừng bày trò vô ích nữa.
sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành bữa tối ngon lành của ta mà thôi. Từ nãy tới giờ, vì nghĩ ngươi là kẻ yếu đuối nên ta không thèm dắt. Nhưng xem ra ngươi không biết thân biết phận của mình rồi. Có cút ngay không, kẻo ta cho ngươi thành xác thối bây giờ. Được lắm, ngươi không biết sợ à? Ổn đây, vậy thì ta phải dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám to gan lớn mật động tới ta chứ? Ốc Sên, cẩn thận đó. Trời đất ơi, xem này tôi đợi Ốc Sên rồi. Đã biết mụ ta hung ác như thế nào mà còn lao vào chứ. Sao cậu ngốc nghếch thế hả Ốc Sên? Mau mau chạy đi. Chết tiệt, cái quái quỷ gì bám vào chân ta thế này. Ta thậm chí còn không thể cử động. Tên ác con kia, có giỏi đứng lại đó cho ta. Trời ơi, chân của ta, tại sao nó lại gãy thảm hại thế này? Con Ốc Sên kia vừa nhả ra chất lỏng gớm ghiếc gì thế? Không thể nào, chả lẽ ta lại thua một thằng nhãi con một cách đau đớn thế này hay sao? Hả? Thật là một sự kỳ lạ. Vậy là hết đời mụ rết rồi. Từ nay sẽ chẳng còn ai quấy phá làm hại chúng ta nữa. Tất cả là nhờ công Ốc Sên đó. Mình hối hận quá, vì chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã vội đánh giá coi thường Ốc Sên rồi. Bây giờ thì mình đã hiểu, đôi khi vẻ ngoài cao lớn hay nhỏ bé, dũng mãnh hay yếu đuối, không nói lên được điều gì hết. Chim sẻ trả ơn. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai vợ chồng già nọ. Ông lão là một người rất hiền lành, còn vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Sáng hôm ấy, ông lão định vào thật sâu trong rừng để đốn củi. Ông lão làm ơn cứu tôi. Ôi, chú chim nhỏ đáng thương. Ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà. Hãy về nhà cùng ta nhé. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? Con chim bé nhỏ này ăn có hết là bao đâu. Tôi sẽ nuôi dưỡng chim sẻ cho đến khi nó khỏe mạnh trở lại. Bà ở nhà nhớ chăm sóc chim sẻ nhé. Nó vẫn còn yếu lắm. Tôi lên núi đốn củi kiếm thêm chút tiền mua gạo. Tôi biết rồi, ông cứ đi đi. Bà lão ơi, xin bà cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói quá. Ta không có ngu ngốc như ông chồng của ta đâu. Tự đi mà kiếm ăn đi. Giờ ta phải ra suối giặt đồ đã. Ở nhà không có phá phách gì đó. Mì dám ăn vụn hả? Đồ đáng ghét. Ta sẽ trừng phạt mì thích đáng. Bà ơi, chim sẻ đâu rồi? Con vật đó ăn vụn thức ăn của tôi ném nó ra bìa rừng cho bọn thú ăn thịt rồi. Trời ơi, tội nghiệp chú chim nhỏ. Sao bà lại? Tôi phải đi tìm nó. Thật là, chim sẻ nhỏ ơi, hãy về đi. Ôi, chim nhỏ ơi, xin hãy chỉ cho ta biết chim sẻ đáng thương đang ở đâu. Hướng đó, hướng đó. Chào ông, chúng tôi đợi ông đã lâu rồi. Xin hỏi, các người có thấy chú chim sẻ đáng thương của ta đâu không? Ngày ấy đang chờ ông ở bên trong. Ông hãy theo tôi. Ông lão tốt bụng, chào mừng ông đến vương quốc của ta. Chim sẻ đáng thương, hóa ra ngươi là sẻ chúa ở đây ư? Đúng vậy, may mắn là ta đã trở về được vương quốc của ta. Cảm ơn lòng nhân hậu và sự cưu mang mà ông đã dành cho ta. Ông hãy chọn một trong hai cái túi này đi. Ta già rồi, ta chỉ có thể mang được cái túi nhỏ này thôi. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà ông hãy nhớ,
không được mở cái túi trước khi trở về nhà đấy. Cái gì thế? Tôi đã đi tìm chim sẻ đáng thương. Thảo nào mà cái túi nặng thế? May mà tôi lấy cái túi nhỏ thôi. Trời ơi! Ngốc ơi là ngốc! Sao ông không lấy cái túi to đi? Tôi sẽ đến đó lấy cái túi về. Chim sẻ nhỏ ơi! Ta muốn đến lấy cái túi to kia. Liệu có thể mang ra cho ta không? Hãy chọn lấy một cái mà bà thích. Đừng có mở cái túi ra trước khi về đến nhà. Ôi! Không biết có những gì nữa. Phải mở ra luôn ở đây xem mới được. Háo hức quá đi. Hả? Trời ơi! Cứu tôi! Cứu tôi với! À! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.